Tại Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng các tập đoàn kinh tế nhà nước. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ban ngành trung ương và đại diện đảng ủy các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam. Các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tập đoàn và phát triển doanh nghiệp. Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, các tập đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, nhất là người đứng đầu các tập đoàn, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động về dân chủ và thực hiện dân chủ. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.